Thì hôm nay tôi rất là biết ơn VNI Bong Bong, rất là biết ơn ban lãnh đạo và ban đào tạo cùng tất cả các quý anh chị hiện diện ở đây cho tôi cơ hội để chia sẻ về một trong những 7 giá trị cốt lõi của VNI, đó là giá trị học tập suốt đời. Và chủ đề ngày hôm nay tôi xin chia sẻ đó là chủ đề về xây dựng uy tín. Thì đối với mỗi quý anh chị đây, khi mà muốn phát triển về giá trị thương hiệu hay giá trị nhân hiệu ấy, thì uy tín là một trong những yếu tố cần và đủ. Thì để chúng ta thu được cái cây uy tín ấy, thì bản thân mỗi quý anh chị ở đây là phải không ngừng gieo hạt. Thì khi chúng ta gieo hạt uy tín ấy, theo cái luật nhân quả, thì chúng ta sẽ thu được cái cây uy tín. Và để uy tín của chúng ta được xây dựng từ đâu ấy, thì theo tôi uy tín được trên ba nền tảng cốt lõi, đó là thứ nhất là văn hóa kỷ luật, thứ hai là những hình ảnh chuyên nghiệp, và thứ ba là chúng ta tuân thủ và dấn thân. Thì đối với cái văn hóa kỷ luật ở đây thì chúng ta phải xuất phát điểm là những cái con người kỷ luật, song song sau đó là chúng ta kèm theo tư tưởng của chúng ta kỷ luật, và cái thứ ba ấy, là chúng ta phải không ngừng hành động kỷ luật. Và cái yếu tố thứ hai ấy, là yếu tố nền tảng thứ hai là yếu tố hình ảnh chuyên nghiệp, ở đây là chúng ta được thể hiện qua những cái ngôn ngữ hình thể, chúng ta tác phong của chúng ta khi tham gia hội nghị hay làm những công việc chuyên chuyên môn nào đó, đúng không ạ? Những cái ngôn từ mà chúng ta phát ngôn ra, và những cái phụ kiện hỗ trợ đây có thể là những cái trang phục, những cái phụ kiện mà quý anh chị mang theo người, trang sức đó. Và đặc biệt cái những hình ảnh chuyên nghiệp này chúng ta phải không ngừng xây dựng theo thời gian, theo năm tháng. Có một số quý anh chị ấy là xây dựng hình ảnh rất tốt, đặc biệt là những cái MC lớn hay là những cái ca sĩ là xây dựng hình ảnh ban đầu rất là tốt, nhưng họ không duy trì được theo năm tháng, theo thời gian ấy, thì cái hình ảnh thương hiệu của họ sẽ bị đi xuống rất là nhanh. Và cái thứ ba, yếu tố nền tảng thứ ba ấy, là chúng ta tuân thủ và dấn thân. Tuân thủ ở đây ấy, là chúng ta là tuân thủ là tấm gương, chúng ta phải là tấm gương sáng cho những đồng đội, những nhân viên, những đoàn thể mà đi theo, muốn học hỏi đi theo chúng ta. Tuân thủ là tấm gương, và dấn thân ở đây là đam mê. Chúng ta hãy biến cái văn hóa kỷ luật đấy, chúng ta hãy biến cái hình ảnh chuyên nghiệp đó thành một cái niềm đam mê trong chúng ta. Và đặc biệt chúng ta không cần phải đi học hỏi đâu xa đâu quý chị, BNI ở đây là một ngôi trường có đầy đủ về văn hóa kỷ luật, có đầy đủ về hình ảnh chuyên nghiệp. Thì bản thân tôi ở đây, trước khi tôi đến BNI thì tôi cầm mic thì rất là run, nói cũng không được chững chạc thế này, đứng không được ngay ngắn thế này đâu, nhưng được các anh chị ở đây uốn nắn, hướng dẫn và đào tạo, đặc biệt là những cái hình ảnh mà quý chị đi đến đấy họp ấy, là tác phong về doanh nhân, những cái quần áo này, những cái tác phong chúng ta đi lại, và cái cách mà quý anh chị làm những bài về quảng cáo về thương hiệu, về doanh nghiệp cho quý anh chị ấy. Thì văn hóa kỷ luật, hình ảnh chuyên nghiệp, và chúng ta tuân thủ và dấn thân, theo đó là một trong những cái yếu tố làm cho BNI đã tồn tại được 38 đến gần 40 năm nay rồi. Thì có một cái câu nói rất nổi tiếng của ngài Jim Collins trong cái cuốn sách Từ Tốt Đến Vĩ Đại, và cái cuốn sách Xây Dựng Để Trường Tồn ấy, đó là khi bạn kết hợp văn hóa kỷ luật với tinh thần dám nghĩ dám làm của nhà kinh doanh, bạn tạo ra một công thức đến kết quả vĩ đại. Chúc anh chị xây dựng uy tín thành công. Xin chân thành cảm ơn.